Rồi bà đi đâu mà bận áo mưa này mà thấy ghê bà Hường? Ủa bà đi chống dịch hay gì vậy? Chống dịch chứ không? Nghe mùa dịch mà không chống dịch chống gì không? Tại rồi bộ dịch tới hay gì bà chống dịch vậy? Tại nước chơi với cả nhà chứ hôm nay mình đi ăn ông Gùi cả nhà ấy. Có hỏi ông Gùi với đất chồng mình bữa nay mình sẽ ra tay lấy ông Gùi lên mình lấy nguyên ổ ông Gùi lên mình ngâm rượu nha cả nhà. Giờ mình mời cả nhà thôi chứ mình đi đi bắt ông Gùi nha. Rồi bà dám bắt không? Thì cũng chắc bắt được mà. Mình bịt lại, khẩu trang rồi lấy. Để tôi chuẩn bị tôi thế rồi. Tôi bịt lại. Mình sẽ bịt cho kín lại để nó đánh cái mặt. Mất hiếp rồi. Chắc chết rồi nha. Thấy người ta bắt ông bình thường mà bà làm gì thấy ghê vậy? Làm cho nó ăn tàn. Ê kẹp vô đây cái bình lên. Cái nhà thấy mình siêu không? Ăn toàn là chết hết rồi cả nhà. Im chưa? Thấy mà thấy gốm quá bà Hường. Để tôi bắt mẹ cho nó dễ. Ông mà làm ăn gì thì tôi đây mình này bà bắt ông này là độc lạ quá bà Hường ơi. Đây, cái mộc này. Rồi ông đâu? Bà làm tôi hồi hộp quá bà Hường ơi. Có gì đâu hồi hộp. Hồi nào giờ bà có bắt chưa? Bắt quả vậy. Quá chỗ ông bự bà Hường ơi. Quá chỗ rồi. Cả nhà nhìn nó không là cả nhà. Mất biết luôn rồi. Hết có hồng dế trời ơi ông luôn rồi mình đã nghe nha em đó hiền khô thế à ông lấy từ từ là được giờ để mình dọn ba cái sậy này cho nó trống trống nha cả nhà thì bà làm gì mà làm đi tôi chạy ra xiết à nhát gì không gì mà gì ba nó túa cả bà Hường ơi nó túa bà Hường ơi ê có lẽ mình đừng có đốt khói đốt khói sao nó chịu được không có khói nó quấn mát luôn kìa không được đứa mẹ thì mình đi bà bắt ông tôi thấy độc lạ hơn người ta dữ lắm đó nha bà làm gì mà bà chùm thấy kinh quá vậy hay sao để nữa chào xưa không có mưa giờ có mưa gì đó lắm mẹ ông động đẹp chưa trời khổ nhát à trời thử ông rung được cái gì nhà. Chứ bọc chùm ha chùm gì không đó không có khói đánh phù mỏ thấy mẹ tắt tắt đi cháy quá trời cháy vậy cặp ba cái chùm non vô ba không có khói lửa không à cặp lá chùm sao anh làm bằng
rồi rồi rồi, sao vậy? Được rồi đó. Mình thổi cho cái ổ ong nó gom lại cái nhà, cho nó khói lại. Lấy cái bọc đó mình chùm ổ ong lại. Được chưa? Được rồi. Yeah. Ta đã thắng rồi. Cái nhà thấy giỏi không? Ai làm được ta? Bắt cái này chọn hổ không rồi luôn đó nha. Em giỡn như đang giỡn thôi. Tu được rồi đó hả? Sao nói được là được mà. Thấy đâu. Địch lợi nó đâu làm gì được mình đâu. Khỏi khối chứ mày. Ô mệt. Tôi thấy bà bắt kiểu độc lạ quá. Nào giờ chưa thấy ai bắt ong kiểu bà chứ. Bá đạo phải không? Giờ ai có ăn ong rồi thì học hỏi. Mình chỉ kinh nghiệm cho nha. Mình bịt lợi gì đây đâu. Không có con ong nào làm được mình đâu. Rồi bây giờ mình đi vô cả nhà. Bà đi bắt ong giống như chống dịch quá. Cho chắc ăn. Thời kỳ chống dịch mà. Chống dịch như chống ong mà. Cả nhà thấy bữa nay mình bắt ong kiểu độc lạ chưa? Nó thành công rồi nè cả nhà. Bữa nay mình đã thắng với bầy ong ruồi. Giờ thì mình xin tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye bye cả nhà.